Cẩu tích là một vị thuốc nam sử dụng trong phạm vi nhân dân, cây được dùng nhiều trong y học cổ truyền làm thuốc bổ can thận. Ta cùng tìm hiểu về vị thuốc này nhé. Tác dụng và điều trị bệnh: bồi bổ can thận, trừ phong tê thấp ở người già. Tác dụng cầm máu, giúp mạnh gân xương. Đối tượng sử dụng: người già suy giảm chức năng ngũ tạng, người bị phong tê thấp. Dùng đắp vết thương chảy máu, người bị bệnh về xương khớp. Khu vực phân bố: cây mọc rải khắp các vùng miền núi nước ta, nhiều nhất vẫn là miền núi vùng Tây Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa. Mô tả hình dáng: cẩu tích là một loài quýt thực vật. Cây có chiều cao thấp nhưng cũng có khi cao tới 2 mét, mọc ở tầng dưới cùng của các thảm thực vật. Bên ngoài cây bao phủ một lớp lông màu vàng. Nếu nhìn không kỹ rất dễ nhầm tưởng đó là một con vật. Chính vì lý do này mà cây còn có tên là lông cu ly. Cây có lông rất giống lông con cu ly. Bộ phận dùng: gốc, cây và phần lông vàng bao phủ xung quanh. Cách chế biến và thu hái: cây được thu hái quanh năm, người dân thường chặt bỏ toàn bộ cành, đào lấy toàn bộ phần bẹ và những vùng có lông vàng của cây bao phủ. Cây đào từ rừng về đem rửa sạch, cắt bỏ phần rễ, chỉ lấy phần củ và lông vàng, đem thái miếng phơi khô để làm thuốc. Thời gian gần đây, người dân Hòa Bình rộ lên phong trào thu mua cẩu tích bán cho thương lái xuất sang Trung Quốc, nên hiện nay nguồn cẩu tích đã bắt đầu khan hiếm. Thành phần hóa học: chưa có nghiên cứu kỹ lưỡng nào về vị thuốc này, mà chỉ dựa chủ yếu vào kinh nghiệm dân gian. Tính vị: cây có vị đắng, tính ôn, đi vào hai kinh can và thận. Bởi vậy, cây thường được dùng trong các phương thuốc để bồi bổ can thận. Ngoài ra, lông cẩu tích còn dùng để cầm máu rất hiệu quả. Khi bị chảy máu, chỉ cần lấy một ít lông này đắp vào vết thương là cầm được máu ngay. Tác dụng này có được là do lông cu ly hút huyết thanh của máu, hình thành máu cục, bởi vậy làm cho máu chóng đông. Tác dụng của cẩu tích: tác dụng bổ thận, điều trị chứng phong tê thấp. Tác dụng cầm máu với tên gọi lông cu ly. Tác dụng mạnh gân xương, nhất là ở người cao tuổi. Cách dùng và liều dùng: 1. Điều trị phong tê thấp bằng cẩu tích. Sử dụng các vị để sắc với 1 lít nước còn khoảng 500ml, uống trong ngày. Cẩu tích 15g, tục đoạn 10g, cốt toái bổ 15g, đương quy 10g, xuyên khung 5g, bạch chỉ 5g. 2. Bài thuốc điều trị thận hư, tiểu đêm, di mộng tinh. Cẩu tích 15g, thục địa 10g, đỗ trọng dây 10g, dây tơ hồng 10g, kim anh 10g, sắc với 700ml nước, sắc cạn còn khoảng 400ml nước, uống trong ngày. 3. Ngâm rượu cẩu tích. Ngoài cách dùng sắc uống, theo dân gian có thể dùng cẩu tích ngâm rượu độc vị hoặc ngâm kết hợp với các vị thuốc khác. Ngâm độc vị cẩu tích, ta cần làm sạch hết lông, sau đó đem cẩu tích sao vàng hạ thổ rồi mới đến tiến hành ngâm. Tỷ lệ ngâm: 1 cân cẩu tích đã chế biến ngâm với khoảng 3,5 lít đến 4 lít rượu, ngâm trong thời gian khoảng 1 tháng là uống được. Mỗi ngày uống khoảng 1 ly đến 2 ly rượu nhỏ. Rượu cẩu tích dùng uống hoặc xoa bóp ở những nơi đau nhức, giúp giảm đau nhức hiệu quả. 4. Bài thuốc ngâm rượu có vị cẩu tích. Đơn thuốc theo kinh nghiệm dân gian gồm các vị sau: rắn một bộ gồm 1 con hổ mang, 1 cạp nong, 1 rắn giáo. Thiên niên kiện 100g, cẩu tích 100g, huyết giác 100g, ngũ gia bì 100g, hòa thủ ô đỏ 100g, kê huyết đằng 200g, trần bì 30g, tiêu hồi 20g, rượu trắng loại 40 độ 10 lít. Ngâm trong thời gian 3 tháng là dùng được. Người lớn trên 30 tuổi mới dùng được, mỗi ngày uống 1 ly nhỏ khoảng 30ml trước khi đi ngủ. Sẽ giúp tăng cường sức khỏe, mạnh gân xương, điều trị các bệnh về xương khớp, dây thần kinh tọa. Lưu ý, phụ nữ có thai không dùng được bài rượu này. Lưu ý khi sử dụng: người thận hư do nhiệt, nước tiểu vàng không nên dùng vị thuốc này.
mua cửu tích ở đâu, địa chỉ nào bán cửu tích. Hiện nay, thảo dược xanh số 1 Sindu Nam Dược Trần Gia có bán vị thuốc này. Sản phẩm được thu hái ở các tỉnh miền núi phía Bắc, rất sạch sẽ và an toàn khi sử dụng. Các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0839 363 777 để được giá khuyến mại và tư vấn miễn phí. Nhà thuốc chúng tôi có gửi hàng trên toàn quốc, nhận được hàng mới phải gửi tiền. Liên hệ ngay với thảo dược xanh số 1 sindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.